là chốn nơi quê thì sau lưng tôi vẫn có anh sẽ níu tay cùng chẳng bao giờ buồn tình yêu em mệt rồi, em nghỉ nha. Dạ, em nghỉ đi nha. Em cũng hơi mệt, em nghỉ nha anh. Mệt thì ngủ, ai ép mày chơi. Chả hiểu vì sao tao quen được mày. Nghèo người xấu, chả giống hồi xưa mới quen. Lại thế nữa rồi, ông ta bắn lấy tôi. Mang về lại nhà sau, của trôn chạy ra. Lại đánh đập lại ông kẻ, ông cũng thật đó mẹ hả? Nhưng ông xấu xa chứ không phải là kẻ lạ. Ông mua con bánh rồi biến con đi về nhà. Ôm con vào lòng tức là... Anh em trái ngang nào cùng cùng nhau vượt qua. Chẳng ngại gì phong ba gió mưa bụi mờ phủ quanh đời ta. Giữa dòng đời mênh mông khó khăn chỉ cần một giây là xong. Chẳng việc gì là khó khi cần là anh em xung phong. Biển rộng sông dài có chi ta phải sợ. Đất trời bao la khó khăn cùng vượt qua. Phải một lòng là anh em nguyện sống chết không xa. Mình không lựa chọn yêu người mới sau khi chia tay vì mình cần thời gian để có thể tự chữa lành cho chính mình. Và theo mình, đây cũng là một cách để mình tôn trọng bản thân, tôn trọng mối quan hệ cũ cũng như là mối quan hệ mới. Vì bắt đầu một mối quan hệ mới ngay khi vừa chia tay cũng giống như việc mình đang chạy trốn, hoặc là giống như việc mình đã chuẩn bị cho mối quan hệ này trước đó rất lâu rồi. Đối với mình thì tình yêu cần sự nghiêm túc, mình không thích tạm bỡ, nên để mình bắt đầu một mối quan hệ mới khi mình chưa thật sự có cảm giác rung động thì mình không làm được. Thay vì phải chạy theo một cái gì đó mới mẻ thì mình chọn thời gian đó tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Có thể sống hoài niệm hoặc là sống chậm một chút cũng không sao. Thật ra chỉ cần bản thân mình cảm thấy thoải mái, có người bên cạnh hay là một mình cũng không có vấn đề. Đôi khi cũng sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng mình thà lựa chọn cô đơn còn hơn phải bước vào một mối quan hệ mà ở đó mình không có một chút cảm xúc gì. Mình cũng sẽ lại yêu nếu như khi bản thân của mình đã thật sự sẵn sàng, và quan trọng hơn hết là mình gặp được một người cho mình có được cảm xúc rung động, cho mình cảm giác muốn được gắn bó. Còn không thì cứ từ từ thôi, không có gì phải vội hết. Sao đâu? Yêu bạn tao để cho bạn tao suy nghĩ thì trả về đây, tao đấm cho nó bớt ngu. Mẹ yêu được con cặn ngu vãi lồi. Anh em vẫn còn tồn tại.
Anh muốn nói đó là em đẹp hơn hết bất cứ ai. Từ hôm nay em là số 1, còn gọi anh là hiếu thứ hai. Là con trai hay cái tư á, mà y như thằng chưa cai sữa vậy bạn. Mày nghĩ mình làm chủ của quân đoàn được 10 người của mày á, còn mày muốn chửi ai còn mày chửi hả? Tao nói cho mày biết nha, mày đụng nhầm người rồi. Khôn hồn á thì ra đây nói chuyện. Nhanh đi, anh em tao đợi. Gì đâu trời ơi, giờ sao có cho làm anh trời nữa chứ, mệt lắm rồi đó. Bằng nó làm mà anh có biết gì đâu nghe. Nhẹ nhàng không có muốn đâu, muốn như vậy nè thì đi ra đây. Ủa đây là đâu vậy, ta là ai? Hu hu thôi mà vợ. Trời ơi, biết cái cảnh làm cầu ngủ là như thế nào. Chứ nó ra thử đi nghe. Đạt hết luôn á, ngày nào cũng ra hết á, chuẩn bị tinh thần đi. Muốn chích chưa? Kệ đi, cho nó chích luôn cho vừa. Muốn chích chưa? Đi ra. Đi chung ngủ chung đi, bữa nay muốn chích quá. Em ơi, muốn chích quá à. Từ nay còn dám vậy nữa không? Mà thôi nằm ngoài đây đi vô làm chi. Dạ, anh không dám nữa đâu vợ. Ở đây đi, có bạn kìa, vui muốn chết. Hù hù, cứu với bà con ơi. Ai mượn quậy, được kêu cầu cứu. Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc như ma kiếp người là bất tử,
để kiếp sau ta chẳng phải tìm nhau. Xin cảm ơn người anh em cho tôi cảm nhận được thế gian này tình anh em vẫn còn tồn tại. Set 7 chung với chúng tôi và tổng chào tất cả mọi người đã đến với Panda. Sẽ không bao giờ có thể là bạn.
thể yêu thì ta sẽ từng là bạn. Bắt mạch trong tim, khi anh có thể say, anh sẽ yêu như trong phim. Tình yêu chạy cờ cứ thế mà hy sinh, nhưng sẽ không còn nhìn mặt nếu một mai để cho anh tỉnh. Và nếu một ngày kia em không còn một ai, anh cũng không phải là lựa chọn để trở lại. Tới một thằng, gục một thằng. Tới hai thằng, gục một cặp. Tới ba thằng thì chấp bờ kêu. Mày kêu hậu nào ra gặp tao? Đứa nào dám đụng đến đàn em của tao? Nè em như mày, nếu như muốn nhục nhĩ, bây giờ mình tính nhau. Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh, khắc trong tim ký ức đậm sâu. Môi kề môi lòng khẽ nhói đau, ước mong không bội không rời. Anh gặp em trời rất cơn mơ, sau bao năm vẫn chờ vẫn đợi. Nhờ gió thưa về trời, rằng ta sẽ mãi mãi nhớ về nhau. Thấy có điểm quá. Có điểm con khỉ khô, vô đi tao bắn cho mày coi. Vậy là gánh chưa má? Gánh nặng đó con.